24 rồi chia sẻ mà. Tại vì em trắng, em còn tới 34 rồi chia sẻ, có ai giúp chia sẻ giùm em không? Chị hả? Chị năm nay chị lớn hơn năm ngoái 1 tuổi. Chị ở Cần Thơ. Có ai chia sẻ lên Facebook giùm họ không? Thanh còn đang đi mấy rồi. Quay cái người thở sáo kìa, quay anh làm gì?